Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Hi Weibo fans, this is Lisa. I created the account for our closer communication. Hope to see you guys often. 新年快乐, 爱你. Lisa hóc đến nhường nào tại Trung Quốc. Chỉ một clip Weibo đã đạt like và share khủng. Đứng đầu top trending Weibo thời gian hiện tại chính là bài viết đạt độ hot khủng của Lisa chỉ sau ít tiếng đăng tải. Lisa vừa có một màn ra mắt fan trung với bài viết đầu tiên trên mạng xã hội tỷ dân với clip sương sương khoe nhan sắc siêu đáng yêu và nụ cười tươi rói. Trong clip, Lisa dùng tiếng Anh để gửi lời chào mừng đến fan Trung Quốc. Chào các bạn, mình là Lisa. Mình vừa lập một tài khoản Weibo để chúng ta có thể gần gũi hơn. Hy vọng sẽ được gặp gỡ các bạn thường xuyên hơn. Chúc mừng năm mới, mình yêu các bạn rất nhiều. Chỉ trong một tiếng, bài viết đã thu hút hơn 50.000 lượt bình luận, 60.000 lượt share và 500.000 lượt like. Cho thấy sức hút khủng từ công chúa nhà Easy trong clip. Cô nàng còn gây sốt khi nói trò chuyện bằng tiếng Trung cực kỳ đáng yêu. Lisa hiện là cô nàng thành viên nhóm Blackpink có lượng fan khủng nhất nhì tại thị trường Trung Quốc. Đặc biệt hơn, Lisa đảm nhận trách nhiệm làm huấn luyện viên show truyền hình Thanh Xuân Có Bạn mùa thứ 2 chuẩn bị lên sóng. Dù rằng show vẫn đang ghi hình, nhưng dường như Lisa lại là nhân tố hút view ở thời điểm hiện tại. Dù chỉ xuất hiện ra mắt tại buổi tuyên truyền thôi, nhưng nhan sắc, vóc dáng và đôi chân siêu thực của Lisa đã khiến nhiều từ khóa nóng trên top tìm kiếm Weibo